Thời gian gần đây, xuất phát từ vụ việc khách hàng là một nữ nghệ sĩ phản ánh về việc nhân viên tư vấn mập mờ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khiến trở thành nạn nhân khi bị hiểu sai nhiều nội dung trong điều khoản hợp đồng gây xôn xao dư luận. Theo một số chuyên gia luật sư, việc tư vấn viên hoặc đơn vị bán bảo hiểm có dấu hiệu mập mờ, thiếu minh bạch, đặc biệt là sai sự thật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng như quy vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rõ ràng là hiện nay thì trong các cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm thì cũng đã quy định về các cái mức xử phạt. Ví dụ như là cung cấp thông tin sai sự thật hoặc là các cái hoặc là những cái che giấu các cái thông tin thì đều có các cái chế tài về phạt tiền, ví dụ như phạt 40 đến 50 triệu đồng đối với lại các cái chuyên viên hoặc là những cái đại lý bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm mà có cái hành vi cung cấp sai sự thật về hoặc là chưa có những hành vi lừa dối thì khách hàng. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là nếu mà gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng có thể xem xét về các cái tội liên quan đến cái trách nhiệm hình sự. Ví dụ như là trong Bộ luật hình sự thì có cái tội là lừa dối khách hàng hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay thị trường bảo hiểm rất đa dạng với nhiều kênh cũng như nhiều sản phẩm bảo hiểm khác nhau. Để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch thì giải pháp không chỉ nằm ở cơ quan quản lý mà còn đến từ những đơn vị bảo hiểm. Bây giờ thì mỗi một công ty bảo hiểm thì người ta ra rất nhiều các cái sản phẩm bảo hiểm khác nhau, trong đó có những cái sản phẩm rất là mới. Và có nhiều cái sản phẩm là cả sản phẩm đầu tư nữa cơ. Thế thành ra là tôi nghĩ là khi mà mỗi một cái doanh nghiệp mà đưa ra cái sản phẩm bảo hiểm mới thì phải có cái việc là đào tạo các cái chuyên viên và các cái đại lý để họ hiểu và truyền đạt đến khách hàng. Và khi mà tư vấn cho khách hàng thì cũng giải thích rõ cặn kẽ cái điều khoản và cũng lên cho khách hàng một cái thời gian để khách hàng đọc kỹ. Thứ hai là Bộ Tài chính với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước và trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cũng nên là có cái công tác quản lý hậu kiểm, tiền kiểm và làm sao mà giúp cho với tư cách là cơ quan quản lý nhưng mà cũng đặt mình với tư cách là một cái người khách hàng để duyệt những cái hợp đồng bảo hiểm mẫu hoặc là những cái sản phẩm bảo hiểm đảm bảo là cũng đảm bảo cái quyền lợi của người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Mới đây, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cũng đã có yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đánh giá chất lượng tư vấn giới thiệu chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Việc thực hiện kiểm tra, rà soát và thay đổi chính sách là điều hợp lý. Tuy nhiên, điều tất yếu là vẫn phải duy trì lòng tin của người dân để thị trường bảo hiểm có thể duy trì ổn định cũng như phát triển lành mạnh hơn.